lễ sắp đến Tết rồi, đi làm rất vui, sắp đến Tết rồi, sắp có thưởng Tết rồi. Không biết hôm nay thưởng Tết là gì nhỉ? Trước khi bàn đến vấn đề thưởng Tết, mong chị đừng bao giờ hát nữa bởi vì chị hát rất hay. Hay mà, ai cũng khen, về làm việc. Sẽ sao bảo đúng không? Không biết hôm nay thưởng Tết là gì nhỉ? Hỏng thật sự luôn á. À, thế này, hôm nay bọn em thưởng Tết đâu? Sắp có thưởng Tết chưa? Thưởng Tết rồi em nha. Sao thế? Đi xuống lấy đâu ra thưởng Tết nha. Mà thôi, ta thưởng bằng sản phẩm em nha. Nè. Ui, ui. Nè. Thật á? À? Thật luôn á? À? Cho thật nhá, thưởng Tết thật nhá. Thật nhá, đập hộp nhá. Đập nhá. Ui, nhà mình ba đời dùng iPhone đến đời mình mới được đập hộp ạ. Sao nhưng mà anh Phát có bán iPhone à? Ôi giời ơi, đầy đủ luôn. Đây là nhìn mã đằng sau này, mã VNA này. Được bảo hành tại FPT nữa. Nhà mình thì bán đủ quả iPad này. Xem nào, iPad này, MacBook này. Như là Mac cũng bán. Rồi iPhone nữa, đầy đủ tem mã luôn. Xịn vãi, bây giờ mới biết ạ. iPhone 12 Pro sản xuất 2020. Hợp lý nhỉ? Hay thôi mở ra xem bên trong nào chứ. Lâu lắm rồi mới được mở một cái mẫu iPhone này. Trên tay mình bây giờ thì đang là iPhone 12 Pro Max phiên bản Gold 512GB ở đây. Còn nguyên siêu nguyên tem nhá. Bây giờ mình sẽ vừa tặng xong, vừa đã xếp tặng xong thì bây giờ là chúng mình sẽ đập hộp ra. Ui, bảo Gold ăn thua gì? Pacific Blue này. Màu xịn xò nhất hệ mặt trời. Ui, lần đầu tiên là đập hộp iPhone ạ. Xịn phải trưởng. Có chắc đây là đồ tặng không đấy? Chắc, đập đi. Xếp bạn đập đi mà. Đập thật. Đấy, nhẹ nhàng thôi. Nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện. Của mình là mấy. Màu vàng luôn. Đẹp vãi. Ôi thực sự là trông đẹp hơn trên ảnh. À, trên render, render ra màu buồn cười lắm nhưng mà. Xịn nhỉ. Thực sự 3 cam này. Từ từ đã. Xem phụ kiện bên trong có gì nào. Thì ấy trước. Ôi. Tưởng đây hộp đựng tay nghe. Chả có gì cả. Ui, bảo vệ môi trường. Một chiếc sạc này. Có dây sạc nhưng không có củ sạc. Có táo. Một dây sạc mà hết rồi, chỉ thế thôi. Năm nay có vẻ như bảo vệ môi trường nhiều quá nhỉ. Có một dây sạc, một que chọc sim, đồ Apple. Que chọc sim của Apple thì mình dùng qua nhiều rồi. Và que chọc sim Apple không bị rỉ trong thời gian sử dụng. Mình dùng một que chọc sim 3 năm, không bị hỏng. Ê, hình như là kiểu Pro Max nó to hơn cho nên là phần quay chọc sim nó cũng to hơn ấy. Cái hộp thôi. To hơn mà. Mình xem điện thoại nhá. Màu vàng này. Bóc siêu. Nguyên siêu luôn, hàng VNA. Trời. Đẹp phải. Đẹp thật sự. Chói quá. Chói quá. Đẹp thật sự. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy ở đây kiểu nó to ấy. Mà dùng mà kiểu mình cầm vào cái hộp rồi nhưng mình không nghĩ là to thế này so với tay con gái như mình thì khá là to. Nhưng mà cái gì to thì ai chả thích. Một điều quan trọng nữa liên quan tới 5G. Vì đây là bản của VNA thế nên chúng ta sẽ không có cái giải anten 5G nằm ở ngoài đây. Và sẽ có phẳng lì thôi. Sẽ có một ở đây là nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng. Về mặt kích thước thì ở đây mình đang có một chiếc iPhone XS Max. XS Max của mình đâu rồi? Mình đang có một chiếc XS Max ở đây. XS Max đây khi so với 12 Pro Max. 12 Pro Max. Màu thì rất may mắn là trùng màu. Về mặt kích thước là tương đối giống nhau. Nhưng mà về mặt cảm quan thực tế, do cái thiết kế hình vuông thành sắc cạnh quá nên khi mà mình nhìn vào mình có cảm giác giống như là iPhone 12 Pro Max to hơn. Nhưng mà thực tế mình nghĩ là giống nhau thôi. Bởi vì viền hay là tất cả những thứ khác đều giống hệt. Không khác một cái gì cả. Kể cả vị trí đặt anten này. Giống hết, giống như kiểu là dùng vỏ của XS Max xong bài phẳng ra ấy. Nhưng mà công nhận là đẹp thật. XS Max xấu ạ, không dùng nữa. Đối với 12 Pro Max thì mình mới cầm vào đây chỉ có một tí thôi. Mình có cảm giác nó còn bám vân tay khá là nhiều. Thế nhưng mà đẹp thì nó vẫn rất là đẹp. Cho mượn con 12 nào. Đây, iPhone 12. Bóc xíu. Ở đây nhìn hai con này thì kiểu to hẳn luôn.
gần như là to 12 Pro, 12 Pro Max. Về cả phần cam này, màn hình này, tất cả các thứ đều to hơn hẳn. Mặt sau là kính mở, mà sau kính mở không bám vân tay, à không hiển thị dấu vân tay nhiều lắm. Đây như kiểu là phiên bản đời cũ XS Max ấy, bám vân tay nhiều lắm. Đến phiên bản đời mới không bám nữa rồi. Nhưng mà mỗi năm thì iPhone sẽ đều ra một màu sắc hoặc đặc biệt riêng. Thì năm nay là màu Pacific Blue này. Và hiện tại thì cả hai phiên bản này đều đang có bán tại AnFat cùng với chương trình Tết của năm nay nữa. Và chắc là tí nữa thì bọn mình sẽ ngồi active hai chiếc máy này. Còn nếu như mọi người quan tâm đến sản phẩm này cũng như là muốn mua sản phẩm này thì đường link của sản phẩm chúng mình cũng sẽ để ở dưới. Và đừng quên là chương trình Tết của AnFat vẫn đang diễn ra với rất là nhiều các phần quà tặng khác nhau. Và có lẽ là sẽ hẹn gặp mọi người trong một video tiếp theo. Trả điện thoại lên thì người ta cần phải quê ăn Tết nào. Từ xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là AnFat có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.